quý vị, vừa qua, các thí sinh của người mẫu nhí Việt Nam Model Kit Việt Nam 2019 đã có một buổi bận rộn khi được tham gia vào một buổi trải nghiệm thực tế rất ý nghĩa với các hoạt động giao lưu cùng nghệ sĩ tại nhà hát tuổi trẻ Việt Nam, thành phố Hà Nội nằm trong chương trình nghệ thuật mà nhà hát tổ chức công diễn phục vụ các khán giả thanh thiếu nhi trong dịp lễ hè. Đây là một sự nỗ lực rất lớn từ phía ban tổ chức cuộc thi Người Mẫu Nhí Việt Nam Model Kids Việt Nam 2019 để có thể tạo cơ hội cho các bé được khám phá giá trị lịch sử qua vở kịch dựa trên cốt truyện dân gian nổi tiếng của dân tộc và tiếp xúc với những môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp bậc nhất bậc nhì Việt Nam, được gặp gỡ với các nghệ sĩ, diễn viên tài năng của nhà hát. Chương trình lần này, các thí sinh của người mẫu nhí Việt Nam Model Kids Việt Nam 2019 đã được thưởng thức vở kịch Sơn Tinh Thủy Tinh đại chiến, một vở kịch được xây dựng dựa trên câu chuyện cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh rất quen thuộc đối với các thiếu nhi Việt Nam. Nói về ý tưởng xây dựng vở kịch và lý do lựa chọn sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh làm chất liệu cho tác phẩm lần này, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, nhà sản xuất các chương trình nghệ thuật của nhà hát tuổi trẻ Việt Nam đã chia sẻ rằng một trong những nhiệm vụ của nhà hát đó là nâng cao nhận thức của giới trẻ về các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do đó vở diễn thường mượn các tích chuyện dân gian để xây dựng kịch bản đây chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện dân gian mà nhà hát lựa chọn để tái hiện lại trên sân khấu và qua mỗi tác phẩm như vậy những người làm chương trình mong muốn các khán giả trẻ lại thêm một lần khắc sâu hơn những giá trị lịch sử của dân tộc truyền đạt cho thế hệ trẻ qua từng tích truyện. Đây cũng chính là những mục tiêu mà ban tổ chức hướng đến và mong muốn đạt được khi tổ chức cuộc thi người mẫu nhí Việt Nam Model Kids Việt Nam 2019 sẽ còn rất nhiều những hoạt động thú vị, ý nghĩa khác đang chờ đón các tài năng nhí khám phá, trải nghiệm và đặc biệt là vòng thi với rất nhiều điều hấp dẫn cùng những cách thức sẽ diễn ra trên sân khấu của hãng phim Hoàng Thảo, Trung tâm Giải trí Học viện ngôi sao. Cuộc thi vẫn đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các bạn nhỏ trên toàn quốc. Vòng sơ tuyển người mẫu nhí Việt Nam Model Kids Việt Nam 2019 sẽ diễn ra trên toàn quốc.